Xin chào tất cả các anh. Em đang xử lý lại cái chiếc đồng hồ Odo 3068. Về cái hình thức thì cái chiếc đồng hồ này nó giống như những cái chiếc đồng hồ FFR các anh ạ. Về cái cơ cấu chuyển động cũng như là các cái chi tiết máy thì nó cũng có cái nét tương đồng giống như là cái dòng đồng hồ FFR. Nó đang bị một cái lỗi. Cái lỗi ở đây là khi cái đồng hồ cái kim phút nó đánh nó đến 60 phút, chỉ đến cái vị trí 60 thì cái bên đánh đàn này, cái bên đàn này nó đánh, nhưng mà cái búa ở bên điểm giờ này nó đã dương lên rồi, thì cũng có khi nó lại đánh trước một tiếng chuông nữa. Thì hôm nay em sẽ đi xử lý cái cách này cho cái lỗi này cho các anh xem nhé. Thì bây giờ em sẽ cho máy nó chạy để các anh dễ hình dung ra cái lỗi trên cái chiếc đồng hồ này. Rồi, chuẩn bị em cho máy nó chạy ở cái vị trí 60 phút đây, các anh nhìn thấy cái lỗi nhá. À, các anh thấy cái đàn đang đánh nhưng mà búa ở bên đây nó đã dương lên rồi. Những cái lỗi như thế này đối với cái dòng đồng hồ FFR thì các anh cũng xử lý nó giống nhau thôi. Thì các anh vừa thấy cái lỗi ở đây là nó cái búa nó dương lên, nó cũng không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên thì mình thấy nó cũng không có được hay cho lắm, nên là chúng ta sẽ xử lý. Cái cách xử lý ở đây á là các anh thấy này, cái phần này, cái chốt này nó có nó được tì vào đào, xin lỗi các anh, là nó được tì vào cam. Thì nó có một cái phần đầu nữa nó chọc thẳng vào trong máy này để nó giữ cái la gió. Thì khi cái chốt này á nó được kéo về như thế này thì nó mới giữ được cái la gió. Còn trong cái trường hợp của cái đồng hồ này nó đang bị lỗi á, là nó cái khóa, cái chốt khóa này nó mở ra sớm quá, thành ra là nó không giữ được cái la gió. Thì cái la gió bên đánh nhạc này nó sẽ cứ cứ chạy. Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý nó bằng cách là chúng ta sẽ di chuyển cái đào đi các anh nhé. Di chuyển cái đào, cái đây là cái đào này các anh này. Cái đào này á nó sẽ nâng cái khóa này lên, nó sẽ nâng cái khóa này lên để cho cái chốt này nó bật ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái đào này làm sao cho cái tiến trình nó mở khóa nó chậm lại, thì cái búa này nó sẽ không có bị dương lên nữa. Một số các cái đồng hồ thì nó cũng đánh luôn một tiếng chuông. Nên là chúng ta sẽ xử lý cái lỗi này bằng cách di chuyển cái đào các anh nhé. Các anh thấy đây là cái vị trí của cái đào này, thì cái vị trí của cái đào này nó ở gần cái vị trí mở khóa, rất là gần. Thì chúng ta sẽ phải xoay ngược nó đi, xoay ngược nó về phía bên này để làm giảm cái tiến độ mở mở khóa ra. Em sẽ xoay cái đào này đi các anh này. Đó, em xoay cái vị trí đào qua bên này thì cái tiến độ mở cái chốt khóa này nó sẽ bị chậm lại. Thì khi nó mở được thì cái chốt bên này nó sẽ tì vào cam rồi, thì cái lá gió nó sẽ không chạy được các anh nhé. Đây là cái vị trí chuẩn bị đánh vị trí 60 phút các anh nhỉ. Cam đây là 60 phút. Đó, các anh thấy không? Cái tiến độ mở khóa nó bị chậm lại nè. Đó, bây giờ nó mới mở. Thì khi nó mở thì cam nó đã tì vào cam rồi. Đó, thì cái cánh gió ở bên trong này nó sẽ không có hoạt động được. Thì em quay lần lại cho các anh xem cái
cấu tạo ở bên trong này. Đây này các anh nha, cái thanh này này, cái thanh màu đen này chính là cái phần chốt giữ cái cánh gió đó. Đây cái đầu của nó đây. Cái đầu của nó đây các anh nha. Đó, nó dài như thế này, đó, nó tì vào cái cánh gió.